chơi là 9 thôi mà thắng là 10. Hả? Mình đang tính toán cái đường nào nó hay hơn bạn, các bạn ơi. Đã tới rồi nên là hai anh em mình sẽ quyết định vô trong này chơi những cái thử thách vận động. Tại vì hè tới rồi mình phải vận động thôi. Nên là let's go. Để vô chơi được những trò chơi như thế này thì hai anh em Ngọc cần phải mặc đồ bảo hộ vào và ký một cái giấy cam kết như thế này. Đó. Để đồ bảo hộ để kiểu an toàn hơn á mọi người. Bây giờ Ngọc với anh hai sẽ chơi thử những trò này trước để tập làm quen nha. Rồi, bây giờ chị bám mấy cái này. Chị leo lên nha, chị đưa tay lên cao, chị bám cho cao. Dạ. Xong rồi chị mới bước chân lên nha. Dạ. Chân của mình thì mình để ngang qua như vậy nè chị. Lúc dạ. Leo chị ráng áp sát cái người mình trong tường không? Đừng dạ. Có ngã ra đằng sau. Cái này có bấm giờ không nha? Dạ. Nếu chị muốn bấm giờ thì em bấm. Bởi vì trên đó nó có cái nút dừng thời gian á. Nó sẽ dừng thời gian dưới đây, nó sẽ cho chị biết chị leo được bao nhiêu giây á. Dạ ok. Rồi, chị leo từ đây lên bên kia nha. Dạ. Ráng là đưa tay lên trước, bám xong rồi mới bước lên. Dạ. Lúc mà chị muốn xuống á, chị lấy hai tay nắm vô sợi dây này. Dạ em biết cái này. Chị biết rồi đúng không? Dạ. Chị đi thử ha. Không làm được quê chứ sao? Quê chứ. Cái ở trên kia mọi người, Ngọc đang kiểu giống như bấu vô cái nó bị xích tay, giột té. Mà không sao, nó rất là vui. Sẵn sàng. Cô Ngọc hơn mình 1 giây mọi người ơi. 1 cú 9 giây. Thua Ngọc rồi. Mọi người ơi, bây giờ sẽ là phần thi của anh hai và của Ngọc. Ai mà leo qua bờ xong đụng cái lan can đi về ngược lại trong thời gian nhanh nhất thì người đó sẽ giành được một lớp sữa tôn. Chơi không? Chơi bạn. Mọi người ơi, bây giờ hai anh em mình sẽ chơi cái trò mà cao nhất ở trong này nha. Round 1 Fight. Bây giờ mình sẽ đi catwalk trên sợi dây treo này. Hả? Hồi nãy mình thấy Bảo Ngọc đi rất là dễ. Bây giờ thì cũng dễ. Cũng dễ. Không có gì là khó cả. Khó là đi về ngược lại nè. Khó là đi về ngược lại nè. Ê.
Không có gì là khó cả. Hỏi anh này nè, ai đi nhanh hơn? Ai nhanh hơn anh? Bạn Bảo Ngọc ít nhanh. 32 giây. Bây giờ sẽ tới phần thi của Huỳnh Quang. 3, 2, 1, go! Hồi nãy thì hai anh em mình đã hòa rồi, nên bây giờ trò này sẽ là trò quyết định ai thắng thôi nha. Theo như mà cái anh hướng dẫn đây nói á, bên đây nó có cái cục gù nè, như nó ít cái này hơn, ít cái điểm chạm hơn. Để chơi bên này. Ghê vậy. Không, anh hãy chơi bên này. Không, chơi bên này. Không được, được phía Nam Nhi. Không được, anh hãy chơi bên này. Nam nữ bình đẳng. Ô xem. Ai thắng chơi bên này phải không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, chơi đi. Vô bài, trò chơi bắt đầu nha. Thôi giờ muốn chơi bên này. Nani? Hả? Mình đang tính toán cái đường nào nó hay hơn các bạn ơi. Không được. Ủa lô mọi người, anh hai mình có leo chưa vậy? Ủa lô, vậy là biết ai thắng ai thua luôn rồi. Trời, vậy là khỏi leo nữa, nhưng mà tôi muốn chinh phục cục này quá mấy bạn. Ủa hai, leo chi leo hoài vậy? Điều thắng rồi mà. Mọi người ơi, sau khi mà trải nghiệm tại Jump Arena xong, tất cả các trò chơi ở đây xong, thì Ngọc với anh hai cảm thấy rất là khỏe và rất là vui luôn. Nhưng mà chơi, Ngọc có thể chơi là chính thôi, mà thắng là 10. Và phần thưởng của Ngọc nha. Tôi leo cùng mày, tôi leo qua không được, tôi khỏe. Nên là phần thưởng của Ngọc là một lớp sữa tui nè. Thứ hai đi một hộp đi. Năn nỉ. Đi nè. Bây giờ hai leo hai mệt quá trời rồi. Hãy cùng Cool làm việc tốt và vận động ít nhất 6 phút mỗi ngày nha mọi người. Và khi mà mình luyện tập xong á, thì mình sẽ nạp năng lượng bằng cách uống sữa Cool. Vừa uống sữa Cool mà có thể đổi quà nữa. Vừa uống sữa mà vừa có quà nữa mọi người. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay túi bút Cool. 6 thẻ bài Cool đổi một quạt cầm tay siêu Cool. Quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 10 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Cool. Hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày Batin siêu Cool. Luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. Có ba lô hoodie Cool thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Siêu may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad Gen 9, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày.